ba tổ chức đã hợp sức tổ chức một sự kiện ra mắt thú vị tại phố sách quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đã có sự tham gia của các đại diện nổi bật từ Bayer, OUCIU và Khan Quang Do, cùng với các nhà khoa học đã đóng góp cho cuốn sách. Sự kiện cũng thu hút nhiều học sinh và giáo viên nhiệt tình từ các trường trung học. Cuốn sách này là kết quả của sự hợp tác giữa ba bên và một đội ngũ biên tập gồm hơn 20 nhà khoa học từ các lĩnh vực đa dạng như khoa học, công nghiệp, nông nghiệp, truyền thông và giáo dục. Để đảm bảo tính phù hợp và hấp dẫn với đối tượng độc giả là thanh thiếu niên, cuốn sách đã được biên tập một cách khéo léo bởi một nhóm học sinh. Điều này đã thêm vào cuốn sách một góc nhìn độc đáo và tăng cường sự kết nối của nó với độc giả trẻ tuổi. One Health xoay quanh sự quan trọng của sự phát triển đồng bộ và bền vững giữa con người, động vật và môi trường, thúc đẩy sự đoàn kết toàn cầu cho hành tinh của chúng ta. Sự kiện đã thu hút nhiều học sinh và giáo viên nhiệt tình từ các trường trung học. Cuốn sách nhấn mạnh sự liên kết giữa ba lĩnh vực này, nhấn mạnh rằng khi hoạt động của con người tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường hoặc động vật, sức khỏe con người cũng có thể bị đe dọa và ngược lại. Thông qua giải thích khoa học, One Health mang đến cho độc giả trẻ cơ hội mở rộng kiến thức và nhìn nhận mới về nhiều chủ đề, bao gồm cơ thể con người, hiện tượng hàng ngày, thế giới động vật và thực vật, các đột phá và sáng kiến y học, và khái niệm One Health toàn diện. Do đó, nó truyền cảm hứng cho giới trẻ bảo vệ môi trường và động vật, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ và xã hội nói chung. Ngoài tác động đối với thanh thiếu niên, One Health mở cửa cho các chuyên gia từ các lĩnh vực đa dạng như y học con người, y học thú y, địa chất học và khoa học môi trường hợp tác phi. Cuộc ra mắt One Health là một phần của dự án Science Week, được phát triển và thực hiện chung bởi OUCIU, Bayer và Khan Quang Do với mục tiêu chính là khơi nguồn đam mê về khoa học trong giới trẻ Việt Nam. Trong buổi lễ ra mắt One Health, học sinh đã có cơ hội tương tác và đặt câu hỏi với các chuyên gia khoa học đã biên soạn cuốn sách. Anh Minh Phu, kể từ khi ra đời vào năm 2021, dự án Science Week đã có sự tiến bộ đáng kể trong việc lan truyền kiến thức khoa học đến với giới trẻ Việt Nam. Chỉ trong năm đầu tiên, hơn 1,8 triệu người trên cả nước đã tham gia với nội dung khoa học của dự án thông qua truyện tranh, podcast, sự kiện trực tuyến và các nền tảng truyền thông xã hội. Năm thứ hai chứng kiến hơn 22.000 tương tác trên mạng xã hội thông qua các hình minh họa khoa học, video giải thích, hoạt động trực tuyến và sự kiện trao đổi. Sau sự kiện ra mắt cuốn sách vào năm 2023, dự án Science Week dự định tổ chức một chuyến hành trình khoa học. Chuyến hành trình này sẽ bao gồm các hoạt động như tặng sách cho học sinh và thư viện cũng như các buổi biểu diễn khoa học hấp dẫn tại các trường trung học và cao đẳng, nhằm lan tỏa sứ mệnh đưa khoa học gần hơn với tâm hồn trẻ thơ. Theo Luigi Isabello Dejo, trưởng phòng sức khỏe người tiêu dùng Bayer Việt Nam, trong tinh thần khuyến khích sức khỏe toàn cầu toàn diện, One Health thúc đẩy sự phối hợp giữa các lĩnh vực khoa học. Bayer phối hợp với OUCIU, Khan Quang Do và các chuyên gia và chuyên nghiệp khác, nhằm nâng cao sự hiểu biết về khoa học trong giới trẻ Việt Nam. Thông qua việc hợp tác với các đồng minh đáng tin cậy, chúng tôi tin rằng những nỗ lực hợp tác này sẽ truyền cảm hứng cho các nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia công nghệ tương lai trong đất nước, Dejo chia sẻ. Luigi Isabello Dejo, trưởng phòng sức khỏe người tiêu dùng Bayer Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Anh Minh Phu.